Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đi du học năm mới cùng Riaki Gaming. Và các bạn đừng quên hãy để lại comment và câu hỏi của bạn ở phía dưới video này nhá, vì có thể nó sẽ được xuất hiện trên kênh của Riaki Gaming trong cái phần rất đặc biệt ở sau mỗi video. Ok con dê, lúc này mình đang ở bên server châu Âu và bên này thì họ cũng giống Việt Nam thôi. Họ sẽ tặng chúng ta con Yeti được tặng trên toàn cầu. Tuy nhiên đấy, cửa hàng của họ sẽ khác chúng ta một chút. Cái cửa hàng cao cấp của họ thì thực ra từ cái cửa hàng cổ điển đã khác rồi, và đến cửa hàng cao cấp thì cũng khác luôn. Đầu tiên chúng ta có gói mật vụ Bắc Cực đấy, bộ đồ nữ rất là đẹp, xịn sò bò, nhưng Việt Nam không có à. Việt Nam có lẽ là nó sẽ ra ở trong một cái sự kiện đặc biệt hay là một cái gì đó tôi không rõ nữa đấy. Nhưng đây là gói mật vụ Bắc Cực và Việt Nam ta sẽ không có. Bộ này đổi bên server này cũng khá rẻ, có 120 xu thôi. Tiếp theo là liệu băng tâm, cái này Việt Nam cũng không có đấy, cái này Việt Nam cũng lại không có anh em ạ. Ở trong shop ở Việt Nam thì nó là một cái bộ đồ cô nàng mùa đông khá cũ rồi đấy. Nhưng bên này thì họ cho vào đó quả liệu băng tâm chạy nhanh hơn bão tuyết, phải là chạy nhanh. Vâng, chạy nhanh chứ, anh Hana dạo này chính tả chính tủng vớ vẩn thế. Vâng, chính tả chính tủng ảo ma thật đấy, thề luôn, bản dịch trong game mà dịch còn sai chính tả thì toang thật sự. Đấy, liệu băng tâm chạy nhanh hơn bão tuyết, quá tệ. Ok, tiếp theo là ba lô băng tâm chào mừng sự khởi đầu mới, nó lại cũng đẹp. Và ba cái đồ này nó sẽ không có server Việt Nam ở trong cái shop quy đổi, mà có lẽ chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt riêng để chúng ta có thể cày được những cái quà này. Nói chung là server Việt Nam lúc nào cũng phải cày một cái gì đấy, còn nó chả bao giờ nhận được một cách dễ dàng cả. Tôi không biết tại sao nhá, tôi không biết tại sao, nhưng không hiểu sao server Việt Nam không bao giờ được nhận một cách dễ dàng, mà lúc nào cũng phải có thử thách này, thử thách nọ, thử thách lọ, thử thách chai, rất khó chịu. Tôi nói thẳng luôn là tôi rất khó chịu về vấn đề đấy. Tại sao không làm như nước ngoài cũng được? Thực ra mấy cái đồ này về cơ bản nó vẫn là đồ free đấy, có gì đâu. Ok con dê. Đấy, ở bên này thì nói chung là nó cũng qua như server Việt Nam các kiểu thôi. Những cái gì mà ở bên Việt Nam ta được nhận thì bên này họ cũng được nhận, còn những cái gì mà ở bên này họ được nhận thì chưa chắc chúng ta đã được nhận ở server của chúng ta. Đấy, nói thẳng luôn là server Việt Nam, đây là mặt nạ băng tâm. Ở bên này đổi khá dễ, nhưng ở Việt Nam chúng ta có một sự kiện mà yêu cầu chúng ta phải kêu gọi bạn bè, nhưng mà nó lại là tài khoản của những cái người trên level 5 cơ. Đấy, cái tài khoản bỏ game thì nó lại phải trên level 5 cơ. Thế nó mới ảo mà Canada, Venezuela anh em ạ. Nghĩa là ấy, bên nào đã sửa lại, tức là trước đây ấy, những cái tài khoản mà gọi bạn trở lại ấy, chúng ta phải cần tạo tài khoản clone, chúng ta vứt đấy thôi, level 1 cũng được. Nhưng bây giờ bắt buộc những cái tài khoản mà gọi trở lại phải trên level 5 đấy, thì mới được chọn. Ở bên này họ sẽ tặng free cái hòm sắc băng tâm khi mà chơi rank 6 trận rank thì chúng ta nhận được cái hòm sắc băng tâm mình, con cáo này đẹp thật sự đấy. Không biết là cái hòm sắc này bao giờ mới được nhận ở server Việt Nam. Quả hòm sắc này quá đẹp luôn. Trông nó như là kiểu một cái đèn ở dưới, nó con cáo nó quay quanh, sau đó trên nó một cái đèn, trông khá đẹp. Đấy, nói chung là trông khá là xịn so con bò anh em ạ. Và Ray bảo không xịn thì thôi. Đấy, xịn hết nước chấm. Đấy, xịn hết nước chấm anh em ạ. Thì cái cửa hàng này và mấy cái đồ free ở bên này ấy, thì chắc là Việt Nam thì cũng sẽ free thôi, nhưng mà bao giờ free thì tôi chưa biết. Đấy, bao giờ free thì mình cũng lại chưa biết anh em ạ. Khổ thật sự. Nhưng mà đây mà sự kiện nó dã man này. Sự kiện này mà dã man này, nạp 5.000 kim cương để nhận được M187 địa chất, nói gì đi. Đấy, đây là M187 chế tác nhưng sẽ không xuất hiện trong sở chế tác. Đấy, thế nó mới hay. Mà bên Anna quyết định là bởi vì cái bộ này quá mạnh, cả 4 khẩu đều mạnh, nên bên Anna sẽ đem từng bộ ra để bán lẻ. Đó, thế nó mới hay. Đầu tiên khi mà chúng ta nạp 1.000 kim cương thì chúng ta sẽ nhận được đó là khẩu AUG thần điểu. Khẩu này khá ngon, một tốc độ bắn một xuyên giáp nếu mà tôi nhớ không nhầm. Tiếp theo là một thanh katana, katana dương vũ cũng lại đẹp luôn. Và thứ ba nữa đó là M187 địa chất giảm 2 tốc độ, gọi là tăng thêm 2 điểm về cái tốc độ thay đạn. Đấy, đây, một tốc độ bắn một xuyên giáp, đây là AUG thần điểu nhá. Chất lừ ngáng ngừ luôn, nói ngon luôn. 1.000 kim cương nhận free khẩu súng, free nhưng mà vẫn phải nạp kim cương vào. Ai ui xôi, M187 địa văn chất. Ai địa văn chất thì cứ phải gọi là chất văn địa luôn. Và địa chất đây, đây sẽ là khẩu, đây sẽ không phải là khẩu một đá ba sớ nữa, mà nó sẽ là khẩu 5.000 kim cương. Nói gì đi anh em, quá phê. Ai chỉ có thể nói là quá phê đội bán dê. Đấy, tốc độ thay đạn và tốc độ thay đạn và xuyên giáp, ui, rất mạnh, giảm tí độ chính xác mà không sao, vẫn one shot là bình thường.
Quá phê đồ án C và M187 địa chất thống trị cơn thịnh nộ thiên nhiên. Chất lừa cả ngừ anh em ạ, nhưng mà bên Nga sẽ không đưa vào trong sở chế tác. Bình thường thì khẩu này sẽ là khẩu một sớ ba đá trong sở chế tác, nhưng mà còn cái nịt nhá, còn lâu bên Nga mới cho vào sở chế tác để cho các ông quay ra cho nó dễ à? Không bao giờ luôn. Đấy, nói luôn và ngay và luôn là không bao giờ có cái nịt luôn. Ok con dê. Nào, right, chúng ta sẽ có lúc này team tôi đang bị dẫn tỷ số 0-2 rồi. Team tôi nó bắn não quá anh em ạ. Đấy, tôi không hiểu sao. Ui, cái con này nó mặc cái bộ đồ mật vụ bắc cực đẹp thật sự ạ. Cái đấy. Ở server Việt Nam này chúng ta có thể lấy được cái ba lô khỉ rồi. Đấy, anh em nào mà chưa lấy cái ba lô khỉ này thì anh em có thể nạp thẻ ở bên server Việt Nam lấy đi. Đấy, chưa lấy thì kệ anh em thôi. Ok, một pha đẩy lên. Nào, test skin súng mới nào. Test skin súng mới này anh em, khỉ cầm shotgun, người cũng cầm shotgun. Đấy, ui rồi ôi, ông 1656 thì mình hoảng rồi. Thằng ấy như kiểu thằng boss mới biết chơi anh em ạ. Đấy, cay thật sự, làm sao? One shot một cháu. Đấy, one shot. Ui, cháu đấy, múa với chúng tôi. Múa với chúng tôi này. Múa với chúng tôi. Hết choạt. Đấy, khẩu này bắn xuyên giáp anh em ạ. Phê. Đấy, khả năng one shot là cao. Ui dồi, đau thế. Vâng, con kia bắn cậu nhá. Con kia bắn cậu nha, cậu sẽ thịt mày. Cậu sẽ thịt mày ngay và luôn mà ngay. À, địch có nó một thằng cho để lật kèo win chat. Đấy, ui rồi, liệu liền gì đây? Vâng, thanh niên team mình này mà liệu trí thế. Đấy, à, thằng này đứng đây à? Ôi, mày gặp hắc tinh rồi. Đấy, là ui rồi, ôi hết choạt. Đấy, bắn có vẻ gọi là hết shot luôn. Đấy, gọi là one shot. Ui, khẩu này bắn ngon anh em ạ. Khẩu này ngon. Khẩu này ngon của nó đấy. Khẩu này rẻ nhất mà ngon. Đấy, có rẻ không nhỉ? 5.000 kim cương, không rẻ lắm. Nãy tôi phải nạp 5.000 kim cương anh em ạ. Vừa sáng đã mất một củ. 5.000 kim cương là tương đương một củ và một củ VND. Tại vì là ở bên server này thì mình phải nạp bằng thẻ tín dụng chứ mình không nạp bằng đường khác được. Đấy, ui, vừa sáng năm mới mất ngay một củ. Đấy, nhưng mà thôi không sao. Đấy, để test cho anh em biết. Thực ra chúng ta vẫn được giữ 5.000 kim cương để tiêu mà. Nhưng mà quả súng này giá 5.000 kim cương hơi căng ấy. Đấy, 5.000 kim cương hơi căng ấy à. Một pha đẩy lên đến thanh niên đối phương. Làm sao gạt giò. Ui, còn đau thế nhở. Hay à, bơm máu pha đá. Bơm máu pha đá, cẩn thận bạn ơi. Thật bạn đây. Ôi, nó đến. Ôi, sao xong rồi. Ôi, thằng nó mặc đồ ma buffet bắn ghê thế nhở. Ui, Hokage. Ui, mất khẩu M87 của tôi rồi. Cố lên, Osman Kaloiku ơi. Vâng, Osman Kaloiku. Ui, ông ấy chắc là tên Thổ Nhĩ Kỳ. Nào, chơi đây bạn ơi. Ui, bắn cái gì đây? Bông kẹo. Ui, xùi ôi, toang rồi, cái gì đây? Team mình có cái thằng 1656 nó up thế nhở. Vâng, thằng 1656 nó óc thật sự đấy. Ui, toang rồi. Gặp cái thằng óc như thế này, chơi bời gì đây? Ui, thức làm gì đây bạn ơi? Thôi, ông này mới biết chơi rồi. Ông tên xoắn quẩy mới biết chơi. Ôi, chạy. Thôi xong rồi, mới đầu năm mới đi du học này, oảng thật sự. Ui, xùi ôi, để thằng Hokage. Nó thịt mấy mạng anh em ạ. Vâng, Hokage, căng thật sự đấy. Ôi, làm sao mà gánh team đây. Cố gắng lật kèo. Và khả năng lật kèo là khó, nhưng mà không sao, mình phải có niềm tin. Đấy, mình mới niềm tin anh em ạ. Làm quả liệu khói. Và nói chung là cố lên nhá. Cố lên E-L-V-Đã. Đấy, L-V-Đã. Thì mình có ông L-V-Đã và ông Osman Kaloiku. Đấy, Osman Kaloiku. Đấy, Osman Kaloiku. Tên tuổi mệt mỏi thật sự ạ. Tên này giống kiểu tên Rumani hoặc là tên kiểu Rumani hoặc là tên của nước Thổ Nhĩ Kỳ kiểu thế. À, thò ra anh em ạ. Osman Kaloiku, cố lên bạn ơi. À, làm sao? Ờ, 1187 à? Đấy, ui, mình thay đạn nhanh lắm. Một cháu hay quá. Enveda thi đấu ổn đấy. Đấy, Enveda bắn ok đấy. Enveda, em về đã. Đấy, tên nghe có vẻ hợp lý. Này, bắn cậu này, bắn tim cậu này. Đấy, có chim gõ kiến gõ chim ngay. Ôi dồi, bên kia Osman Kaloiku lại lòi rồi. Ôi dồi ôi, bắn này chết. Này, sao mà thắng được anh em. Đấy, cố lên nào. À, em về đã bắn cẩn thận bạn nhá. Đấy, bạn em về đã bắn cứ cẩn thận rồi. Để tôi cân mấy thằng này. Ha, chạy đâu con sâu này. Ui dồi, nó né rồi. Đấy, nó chưa ok, vẫn lang thang trên đường kìa, cho quả hết choạt.
Ai hết chuột ngay. Lang thang trên đường. Ôi trời, em về đã chết rồi anh em ạ. Ui thanh niên em về đã hoảng rồi. Ui khó đấy cả. Bữa em khó thật sự đây. Thì mờ 187 để bắn ngon. Ui làm sao mồ one shot này để thu shot về người chơi thu shot hết chuột. Ai đạn ra là vào đầu. Ui khẩu đấy được đấy anh em ạ. Vâng khẩu đấy được đấy. Làm sao? Đợt kỹ năng học vòng mày. Làm sao? Làm sao? Ui trời ơi tưởng dữ lao. Ui lật kèo chặt. Tưởng bạn như nào, bạn khá là bình thường thôi. Khá là bình thường, cái cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, ok con dê. Bóng ở giáp giềng từ lên đây. Lên đây anh em, lên đây. Lên đây tôi gánh. Osman K Loiku em về đã với 1656W. Ông kia cái quả tên ông kia tôi chịu không đọc được. Tên ấy tên tên của tiếng Ả Rập. Tên ấy bố tôi cũng chả đọc được nữa tôi. Lên đây anh em ơi. Nói chung là khẩu shotgun này được, nhưng mà Mega Na bán cái giá này hơi chát. 5.000 kim cương không phải ai cũng có thể nạp phát vào được. Mặc dù là free đấy, tức là bạn vẫn được tiêu 5.000 kim cương, nhưng mà nó cũng làm cái điều gì đấy nó khá căng. Làm sao? Ui, team cover nhau tốt thế nhở? Làm sao? Team hay quá, cục hai thằng rồi. Ok, sao để nó cứu lại đi các bạn ơi. Vào đi, các bạn đâu rồi, vào đi. Ôi trời, nó cứu lại hết rồi. Cho chúng mày quả liệu. Ui xôi ôi. Tim mà có một thằng nó đỡ được bằng EAT kìa. Ui cái con EAT rồi bây giờ nó làm cho cái quả liệu nó không gây được nhiều sát thương anh em ạ. Ôi thôi xong. Còn mỗi tôi về Osman K Loiku. Thế thì bắn cái gì nữa. Ui dồi ôi. 1-4 rồi. Ui dồi ôi. Toang rồi. Này thì đứng đấy với chúng tôi này. Đấy, quả liệu khói này quan trọng lắm anh em ạ. Làm sao hai thằng. Ôi. Ui dồi. Đâu rồi? Osman K Loiku. Múa đi bạn ơi. Múa. Không múa được rồi. Oẳng rồi. Đi rồi không sao ạ. Rồi, toàn anh em. Rồi, chịu. Bắn này tôi chịu nhưng mà khẩu này ngon nhá. Khẩu này shotgun này rất ngon. Ok, bây giờ đến chương trình trả lời câu hỏi bạn nghe đài. Bạn Nguyễn Mạnh Tuấn, cháu thấy thẻ vô cực mùa này xấu, đề nghị gà rán cho sự kiện mua thẻ vô cực nhận một bộ đồ như mấy mùa trước. Vâng, khôn như cháu quê chú đầy. Đấy, khôn như cháu quê chú đầy luôn, mà quê chú ở Hà Nội hơi đông. Đấy, khôn như cháu quê chú đầy nha cháu Tuấn nhá. Đấy, nói chung là thật ra thì tùy mùa có mùa thì họ mới cho đồ, còn có đồ thì có mùa thì họ không. Cái này tùy vào theo chính sách bán hàng đấy bên Nga Na. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn chúng ta đến câu hỏi tiếp theo bạn là Linh Hoàng. Đấy, bạn Linh Hoàng, chú hướng dẫn kêu gọi bạn bè để nhận mặt nạ đi, cháu không biết chú rep ạ. Thì đầu tiên là cái kêu gọi bạn bè thì cái tài khoản của các bạn kêu gọi ấy, nó phải 14 ngày chưa đăng nhập vào trong game. Thứ hai là nó phải ở trên level 5. Đấy, thì nói chung các bạn phải tìm cô hàng xóm, chú đầu ngõ, cô bán nước ở cổng trường các kiểu, để mà có thể hỏi xem người ta đã từng chơi FIFA hay chưa. Nếu mà người ta đã offline trên 14 ngày và tài khoản trên level 5 thì các bạn mới có thể nhờ người ta kêu gọi bạn bè để gọi là nhờ người ta điền cái ID của bạn vào thì để mà lấy được cái mặt nạ băng tâm. Thì ra cái sự kiện hướng dẫn này tôi cũng đã làm rất nhiều rồi. Đấy, ok, tiếp theo là bạn là Ngô Bắp. Bạn này vừa là bắp lại vừa là ngô. Bạn này là bắp ngô. Đấy, chú ơi khi nào nấm đấm băng quyền nằm đấm nhá. Bà hỏa băng hỏa quyền ra vậy. Chúc chú năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì theo bên Nga Na FIFA có hé lộ ấy, sáng nay họ đã có post cái ảnh về cái nằm đấm băng hỏa quyền rồi. Thì chắc là 1-2 hôm nữa ra thôi. Đấy, chắc tầm 1-2 hôm nữa ra. Cái này tôi không dám khẳng định chính xác 100%. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là 1-2 hôm nữa thì sẽ ra thôi. Nên anh em cứ yên tâm mà chuẩn bị tiền đi mà để mà gọi là múa. Đấy, chuẩn bị tiền mà múa nhá. Tôi tầm chuẩn bị tầm 3.000 kim cương. Còn không có tiền ấy thì cũng không nói chuyện là gì cả. Câu hỏi tiếp theo và mỗi buổi tôi sẽ trả lời 5 câu. Chú Ri làm top 10 điểm núp đảo mặt trời. Chú tôi đang làm rồi. Đấy, tôi đang làm rồi. Và sẽ sớm ra mắt anh em. Ít nhất là cái đảo mặt trời nó sẽ có khoảng 3 phần. 3 hoặc 4 phần để dành cho top 10 điểm nấp ở đảo mặt trời để phục vụ cho anh em leo rank. Tôi đang làm rồi. Thì hy vọng là anh em sẽ chờ đón cái series đấy. Nói chung là kiểu gì mình chả làm. Anh em cứ yên tâm. Đấy, câu hỏi của bạn Nguyễn Hưng Duy nhá. Đấy, Nguyễn Hưng Duy, Hưng Nguyễn Duy. Đấy, về đổi tên họ Trần thành Trần Duy Hưng có phải là xịn sò không? Đấy, ok. Chúng ta sẽ có câu hỏi cuối cùng là gà rán sửa cái kêu gọi rồi chú ơi. Đấy, bây giờ phải trên level 5. Đấy, bây giờ offline tài khoản trên 2 tuần rồi phải level 5 trở lên mới kêu gọi được. Đúng rồi, bây giờ các bố cứ tạo mấy tài khoản clone ra, xong các bố để sẵn đấy các bố không chơi. Thì bây giờ thôi, tạm thời cố gắng là cày level 5 đi.
Đấy, cày mấy cái tài khoản level 5 đi để đợi cái sự kiện kêu gọi tiếp theo. Đấy, câu hỏi này cũng trả lời luôn cho cái câu hỏi thứ hai. Đấy, của bạn, câu hỏi này của bạn Karen Wawaw Yu Yu. Đấy, bạn Kraken Yu Yu. Đấy, ok, và đó là phần trả lời câu hỏi. Và các bạn đừng quên là đặt những câu hỏi ở dưới này nhá. Mỗi video mình sẽ chọn ra 5 câu hỏi để của các bạn. Đấy, câu hỏi nào các bạn đặt câu hỏi khôn khôn tí càng tốt. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki mình, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.